đang đi làm mà, ở nhà đâu? Thế à? Bà đang làm gì ấy? Ừ, đang trong cửa hàng. Ồ, bà trong cửa hàng tiện lợi à? Hay là sao? Tiện lợi cái gì mà khỉ, Bà cửa trưởng hàng giả gì? quần áo. À thế à? Ai biết đâu Nước ngoài trời. đâu một tiện lợi, Tôi cũng nước biết ngoài đâu bà. một cửa hàng tiện lợi. À thế à? Không biết đâu. Thế không biết. Ý thế Tôi bà xốc quần áo ở chưa đâu làm ấy? ở đây bao giờ, làm ở Hà Nội. À thế à? Thế bình thường một ngày mà bán được nhiều không? Tùy hôm, nói chung là đa phần tối nó mới mua, tầm này nó đã mua đâu. Thế Mưa nữa, mua đâu, nắng nó mới mua. bà bán sao bà bán đồ nam hay đồ nữ? Nữ chứ, nam mặc kiểu gì? À gà, ý là bán đồ nam hay là bán đồ nữ chứ ai mà biết. Đại ca. Nữ. Bà nhà bà ở Hà Nội luôn à? Không, nhà chỗ khác. Nhà đâu? Bên nhà Hương Yên. Bà cưới chồng chưa? Cưới chồng đến Hà Nội à? Chưa. Chưa. Chưa cưới chồng mà mở shop to ấy. Tôi nhìn thấy đâu mới biết là to. À, thì chắc shop thì chắc chắn là phải to rồi. Không phải nhỏ được. Shop Hà Nội thì tiền thuê mặt bằng có khi còn hơn cả tiền tiền hàng ấy chứ, chả đùa. Nhờ. Không, tiền hàng nhiều hơn chứ. À, thì chắc nó cũng xem nhau ấy. Thế Hà Nội nó cũng đắt mà. Đóng một năm một. Năm bao nhiêu? Một năm 100 bao nhiêu á? 150 sao? Kinh, đầu tư phết nhau. Bà bán được mấy năm rồi? Trong túi ra không có nghìn nào cả, mình mở túi ra hình như mình chẳng có nghìn nào trong túi cả. Bà bán được mấy năm rồi? Gần 2 năm. Gần 2 năm luôn á. Thế thì lâu phết rồi, đùa không? Đâu đâu mà đâu, 99 mà tất bản mở chán, shop xong rồi không muốn nạp ăn. tiền game hơi kinh ấy. Thế cả cũ của bạn, bạn nạp bao tiền vào game rồi? À cũ chắc mấy trăm, Mấy tại trăm vì triệu á? không không biết. Tôi nhớ là tôi nạp 3 cái thanh giáp với Vãi cả đàn súng đồi. cấp 7 full hết, Khiếp. có cái súng gì chỗ nào hết luôn, Uầy. cả DB đấy biết các thứ chỗ nào hết. DB như có cấp Thế mấy chính ấy, chưa ra chưa đến nhà. cấp 7 đâu, Chính DB ra nó cấp mấy rồi. bạn giàu phết chứ bạn mới nạp được kiểu đấy đúng không? Ừ, bố mẹ cũng cho nhhiều tiền Chứ bạn mà mà mình nếu cũng có đi làm gì thêm bạn mới làm thừa. sao bạn dám Bố mẹ nạp không thế cho đi được? làm thêm đâu, Ui rồi thế bố mẹ nhà không cho đi bạn. làm đâu, nhưng mà cứ Thế bạn sinh ra từ vạch đích rồi. à với cả cái gì, Thế bạn với sinh cả ra đợt từ trước vạch đích rồi. mình quen người yêu ấy, người yêu chiều lắm, người yêu cũng nạp game cho luôn. Thế à? Kinh. Thế sao bán con nạc đấy lại 80 triệu? Hơn Khiếp nhỉ? tám 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 mấy. Bạn nữ này Thì sinh năm tại vì 99 bọn không hỏi ạ? hỏi Nghĩ con nạp Phượng game UC nhiều ấy, tiền vết cả là nó nồi bảo xong được rồi còn tám mở mấy shop. ấy. Thì Kinh là tại dị vì vết tôi cả bán thấp nồi, ấy, tổng người ta sinh ra nên từ thường vạch tôi đích bán đấy thấp cậu. ấy. Ê. Anh em ai có ba bích đến trước nhá. Bán cho thằng em ở bên Hàn đấy, Bạn trước đây là ở chơi Hà cùng nó Nội. ấy. Nhưng bây giờ nó bị người yêu không cho chơi game, nó cũng bán rồi. Nhưng mà Idol. bán nó bảo là chị ơi em bán nick chị còn lấy lại không? Bay số 2. Thì ấy. Ôi Ông đấy tôi trời định lấy lại cơ, nhưng tôi nghĩ lại tại vì chơi chán rồi nên tôi không chơi mấy, ơi. tôi không lấy lại nữa. Bạn bảo mấy bác bạn kiểu Bây ghê giờ đây gớm không ấy. Nhưng mà nhà bạn tuy là không có gì nhưng mà được mọi cái nhiều tiền đúng không? nhà mình chả có đồng nào cả, mình chả biết. Thôi tôi bay Hồi xuống sau tám đợt trước rồi. đi học Vào vào khu nhà nhá, vào bố vào khu mẹ nhà. cho có mấy triệu Vậy. thôi, cho có 6 triệu hay sao ấy, chả nhớ. Thế bạn làm gì bạn kiếm được nhiều tiền? Đi làm thêm, làm ở siêu thị, Làm đi siêu thị cũng không đến làm, mức nhiều tiền vậy. đi chụp ảnh xe hơi, chụp ảnh này nọ. À, mẫu ảnh nhá hả? Không gọi là busy chụp ảnh gì. Thế là Đứng mấy tiếng là có tiền, thế à? nhưng mà ăn mặc hở lắm. Đợt trước mới đâu không quen, nó cứ ngại ngại ấy, bây giờ quen rồi. Bây giờ quen vãi còn Nhưng mà bỏ nồi nghề đâu rồi, đúng bỏ nghề đâu rồi. không? Thế bây giờ quay lại mẫu ảnh cho shop mình. Xuống Kìa bên này có người này. rồi. Hai xe luôn. Thôi chết rồi. Nó dừng ngay chỗ tôi rồi. Còn cướp rồi. Trước mặt kìa, tôi nhìn thấy xe luôn. Ôi, ôi.
đến nhà số 2. Ơ kìa. Mày đang ăn mẹ. Sao ông đi ra đấy? Tôi đứng ở đây từ nãy mà. Yếu. Ôi chết mẹ ơi, bình tĩnh bình tĩnh. Trong nhà đang bơm máu, ông đang bơm máu. Bơm xong rồi. Bị rối hả? Mình xuống khu này vậy. Ui khu này cũng có người luôn. Khu này này. Khu này trái cũng có người luôn, đây cũng có người này. Trên nóc có người này. Trời đông quá. Trời ơi. Rộn hết chiến trận rồi. Giác luôn em. Giác không đi được cuốn. Đây thằng. Một bò. Mọi người cẩn thận nhá. Nó chuẩn bị ra đấy. Trời ơi vừa mới đứng dậy luôn. Con. Bò lên. Không bò lên được. Ngay kia ngay cầu thang này. Bỏ lên được không? Được. Trời ơi, trên đầu hai có luôn ạ. Vãi trưởng ạ. Ôi dồi ôi, sao cầu dế này cũng được mà. Không để ý ông đường kia mà đi. Bắt mình bò lên cho bằng được. Phải bò lên mới cứu chứ, dưới đông vãi trưởng ra. Đã không rồi, cứu hai ông còn ông số 4 còn bị bắn nữa kìa. Không thấy à? Rồi cuối, ở dưới nếu có ai trên có thằng. Để biết chui đâu ra. Ok. Để tôi cứu được, tôi cứu. Mày quá, tôi vẫn gọi là. Thanks. Rồi mày chết cha này rồi. Em mày luôn. Ủa mình đó mà. Từ của em. Chết rồi gì? Tuổi tôm. Ok. Ôi nó đến này ông ơi, bắn. Con thằng ở trên. Bắn tôi đấy. DB luôn. Số 2 bắn được từ trên xuống đây, số 2. Đây. Rồi. Ui nó KS của tôi. Cái đệt thằng bên đường KS của tôi này. Rồi bọn khác đến này. Trời ơi, cái thằng cửa hó này. Có thằng nữa, ông ơi. Đây đâu rồi? Đấy, còn DB xa. Đâu? Gốc cây kìa. Watch out. Người chết rồi, còn thằng gốc cây nữa. Đuổi thằng gốc cây, cẩn thận nhá. Đây, gốc cây này. Ông phải lên trên, ăn bắn. Chết. Knock. Thôi đi đâu. Ra, đút đồ bọn nó đi. Bọn này đầy đồ. Lên đi. Bọn này có đồ không? Thôi. Lên đi, khỏi lút. Nó đu ở đây sao ấy, thấy. Đây. Đuổi. Đi, té đi. Kìa, xe trước mặt kìa, đuổi, xe hai kìa. Đuổi không? Xe 4 này. Xe 4 lên mình. Đéo phải, xe nhà. Nóng 1, đi. Rồi qua luôn, rồi là qua này đi. Sao mốc kìa? Một thì mốc nè. Đấy, ế. Ở đây không được, Chết rồi. Trong nhà. Đưa xe mốc đây đi. Không được. Chuyện xuống. Cậu muốn bắt trên sao? Ôi à, mày làm gì vậy? Mày bị điên à? Thằng chó lỡ rồi. Bắn nó kìa. Xuống đi, số 4 kìa. Không thấy đâu à? Không thấy. Bình nó lên. Nó đi rồi. Nó phóng xe đi rồi.
đi đi phải đi, chữ không kia không thấy không để ý, đang nhìn số 4 ở đâu để ông số 4 không xuống. Bắn đừng ra đạn bắn này trước, thằng này trước. Nó đi rồi. Lấy xe đi, nó đi rồi. Chạy. Chả biết sang nha. Chơi bỏ bạn ta. Đây, nằm đây này. Dạ, mà đây. Bò ở đây rồi thật. Bò chạy đâu rồi. Đây có xe. Ê, xe này, xe xe này. Đây cũng được, đây cũng được. Ok, đây. Đây nhà này có nè. Má, dưới con lên. Ở dưới con lên. Ngồi trong xe, nó ngồi trong xe. Bom kìa. Ê, bò bò sát vào đây đó. Được á? Rồi, cứu đi. Các bạn đi, heo đi hả? Cứu cũng được. Đây, xuống đây là mua. Trở lại. Ok. Mày muốn chết à? Mark the location. Trời đất ơi. Đủ luôn. Nó ở đâu vậy? Đây, một cục đá này, hai, ba thằng. Ở đây thấy này. Tưởng mắt mình cận. Ở kìa. Mí thảm chết nhờ. Trời ơi. Lỗi chết nhờ. Góc nhà đẹp thế. Phí quá trời ơi.